Thưa quý vị, với tín nhiệm cao, đồng chí Nguyễn Huy Dũng đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí tân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có bài phát biểu nhận nhiệm vụ trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên. Bày tỏ niềm xúc động khi được Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Huy Dũng nêu rõ, đây là niềm vinh dự, đồng thời là một trọng trách lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã tin tưởng giao phó. Được về với Thái Nguyên, thủ đô gió ngàn, nơi từng là trái tim của chiến khu Việt Bắc, được đến với nhân dân Thái Nguyên đậm đà lòng son, được kế thừa, tiếp bước các bậc tiền nhân đã từng khai khẩn, giữ vững, làm dày thêm phên rậu của đất nước. Đối với tôi, đó là một vinh dự công tác lớn lao, là trách nhiệm công vụ thiêng liêng và là bổn phận công dân cao cả. Được về với Thái Nguyên, nơi gần hai thập kỷ vừa qua đã làm nên nhiều kỳ tích về phát triển kinh tế xã hội, tôi thực sự hạnh phúc. Tôi sẽ được làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các ban ngành dày dặn kinh nghiệm trong công tác lý luận và thực tiễn. Tôi sẽ được kề vai, sát cánh, hợp lực chèo lái con thuyền cùng các đồng chí để đi đến bến bờ của những thắng lợi chung của toàn tỉnh. Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh. Nhấn mạnh thông điệp Thái Nguyên số, Thái Nguyên xanh và Thái Nguyên hạnh phúc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định sẽ phát huy hết khả năng công việc của mình là hạt nhân đoàn kết tập thể Ban Cán sự Đảng và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên để triển khai chủ trương, định hướng của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Trên cương vị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, tôi sẽ nỗ lực toàn diện phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Thái Nguyên, phát triển tỉnh Thái Nguyên, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Trong đó, tập trung vào số hóa các hoạt động của chính quyền từ cấp tỉnh tới cấp xã, số hóa, xanh hóa các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội để tạo ra một môi trường hành chính minh bạch và trên hết làm cho chính quyền và người dân, doanh nghiệp xích lại gần nhau hơn. Phát triển cơ sở hạ tầng và an sinh xã hội, nuôi dưỡng cộng đồng doanh nghiệp Thái Nguyên lớn mạnh. Tôi nguyện đem hết trí lực và tình cảm của mình để phát triển Thái Nguyên. Tôi xin lấy cuộc sống hạnh phúc của nhân dân Thái Nguyên làm hạnh phúc của bản thân mình. Sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn tiểu sử đồng chí tân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Huy Dũng. Đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, sinh ngày 7 tháng 11 năm 1983, quê quán Hà Nội, dân tộc Kinh, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Trình độ học vấn, đồng chí Nguyễn Huy Dũng nguyên là học sinh chuyên toán của trường Trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, nhận học bổng toàn phần của chính phủ Singapore và chính phủ Việt Nam, đi du học chuyên ngành công nghệ thông tin tại Đại học Công nghệ Nanyang, NTU Singapore, tốt nghiệp kỹ sư công nghệ thông tin tại Đại học Công nghệ Nanyang, NTU Singapore. Về quá trình công tác, từ năm 2007 đến năm 2014 là chuyên viên, phó trưởng phòng, thư ký lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông. Từ năm 2014 đến năm 2020 là phó cục trưởng Cục An toàn Thông tin, cục trưởng Cục An toàn Thông tin, cục trưởng Cục Tin học hóa. Từ năm 2020 đến 2024 là Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, kiêm nhiệm Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 2021-2024, Phó Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia từ năm 2023. Ngày 27 tháng 8 2024, Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 6 tháng 9 2024, Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14, kỳ họp thứ 20, đã bầu đồng chí Nguyễn Huy Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2021-2026. Những thành tích nổi bật trong quá trình học tập và công tác. Trong quá trình công tác tại Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng chí Nguyễn Huy Dũng đã góp phần trong cải thiện xếp hạng quốc gia của Việt Nam trong các lĩnh vực cung cấp dịch vụ công trực tuyến, cung cấp dữ liệu mở và đặc biệt là an toàn, an ninh mạng, từ thứ 100 lên thứ 25. Năm 2010, đồng chí Nguyễn Huy Dũng được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bầu chọn là một trong 10 gương mặt thanh niên Việt Nam tiêu biểu nhận giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2010.
năm 2023, đồng chí Nguyễn Huy Dũng được Diễn đàn Kinh tế Thế giới World Economic Forum bầu chọn là lãnh đạo trẻ tiêu biểu toàn cầu Young Global Leader. Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ 12, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Trên cơ sở các tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh, báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đại biểu Quốc hội tỉnh đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu tài liệu và tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, chất lượng cho việc xem xét và thống nhất thông qua 13 nghị quyết chuyên đề với sự đồng thuận nhất trí cao. Đây là những nghị quyết có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc kịp thời triển khai các quy định của luật, đồng thời tạo cơ sở pháp lý, điều kiện thuận lợi trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2024 và giai đoạn 2021-2025. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương tích cực khẩn trương triển khai các nghị quyết vừa được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua. Trên cơ sở thực tiễn quá trình thực thi pháp luật, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành rà soát các quy định chồng chéo, vướng mắc trong quá trình thực thi các quy định của luật, đặc biệt là các quy định liên quan đến luật đầu tư công, luật ngân sách, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và các quy định khác của pháp luật để kịp thời tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, đồng thời rà soát các quy định chính sách đặc thù của Hội đồng Nhân dân tỉnh được thông qua để sớm trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, đảm bảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh thực sự phát huy hiệu quả, đi vào cuộc sống. Đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tăng cường nghiên cứu, nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng giám sát, chấp hành pháp luật và thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã được thông qua tại kỳ họp. Thưa Ủy ban Thường vụ Quốc hội tỉnh Thái Nguyên,